Hóa ra Khởi My, Kevin Khánh nên duyên vợ chồng từ một MV nổi tiếng. Theo chia sẻ từ Khởi My, ekip của cô ban đầu đã mời của nam diễn viên khác đóng chính trong series gửi cho anh chứ không phải Kevin Khánh. Nào ngờ số phận đã bắt đầu cho mối tình đẹp giữa hai ngôi sao trẻ. Gần đây bắt đầu làm streamer, Khởi My thường xuyên giao lưu với cộng đồng fan đông đảo, chia sẻ nhiều quan điểm về công việc, cuộc sống sau khi kết hôn. Mới đây, trong một buổi trò chuyện thân mật cùng người hâm mộ trên Facebook cá nhân, chủ nhân hit vì sao lần đầu tiết lộ với người hâm mộ về cơ duyên gặp gỡ ông xã Kevin Khánh. Nào ngờ, nam ca sĩ từ vị trí thay thế đã trở thành một nửa yêu thương, đồng hành cùng Khởi My trong chặng đường còn lại của cuộc đời. Cụ thể, cô cho biết ngày xưa ekip MV gửi cho anh đã mời Chí Thiện đóng vai nam chính cùng Khởi My, nhưng vì nam diễn viên bận việc đột xuất nên Kevin Khánh được chọn mặt gửi vàng. Chính giọng ca là con gái thật tuyệt cũng nhận thấy đây chắc chắn là hai từ duyên phận trong truyền thuyết, vì nếu Chí Thiện nhận vai thì rất có thể Khởi My hiện tại vẫn chưa lấy chồng. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ, Khởi My mời anh Chí Thiện đóng chung. Gần đến ngày quay, công ty anh Chí Thiện bị trục trặc, không đóng được nên My rối, không biết làm sao hết. Khi đó chỉ còn mỗi Kevin Khánh thôi, thế mới nói duyên tới cản không kịp đâu mọi người. Tự nhiên hốt ông ấy vô đóng rồi dính luôn tới giờ. Định mệnh đó mọi người. Trong quá khứ, gửi cho anh từng khuyên đảo rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Xuyên suốt MV, khán giả có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm trong sáng tuổi học trò, cùng những sự hy sinh lớn lao vì tình bạn, tình yêu của nhân vật chính. Tiếp nối thành công của phần 1, gửi cho anh phần 2 với tựa Người Yêu Cũ được phát hành sau đó, cũng nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực từ người xem. Được biết từ sau hôn lễ diễn ra vào tháng 11 năm 2017, Khởi My và Kevin Khánh gần như tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật, cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nhiều năm qua, chưa có kế hoạch sinh con. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch đó đây cùng bạn bè và có cho mình những sở thích riêng như tập gym, chơi game. Đầu tháng 2 năm 2021, nữ ca sĩ 9X đã có những trải lòng chân thật về quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để dành trọn vẹn thời gian bên cạnh gia đình. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã ráng đi kiếm tiền để có thể lập được một gia đình hạnh phúc. Vậy thì tại sao khi tôi đã có gia đình rồi, tôi lại bỏ nó để đi kiếm tiền lại? Tôi ít đi hát vì dịch và vì tôi đã có gia đình rồi. Hiện tại tôi cảm thấy đủ, không cần quá giàu có. Tôi chỉ cần gia đình đủ sống, hàng ngày tôi và Kevin gặp nhau. Nếu tiếp tục như ngày xưa, tôi đi hát ở một nơi, anh Khánh ở một nơi thì sớm muộn tình cảm cũng phai nhạt. Đó là điều tôi sợ nhất. Dù đã nhiều năm hạn chế tham gia vào thị trường giải trí, chỉ tập trung vun vén cho gia đình nhỏ và tận hưởng cuộc sống bên ông xã Kevin Khánh. Nhưng mọi thông tin liên quan đến Khởi My đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đời tư, những sản phẩm âm nhạc và hoạt động của nữ ca sĩ sinh năm 1990 luôn săn đón nhiệt tình. Mới đây nhất, khi đang livestream, Khởi My đã hát tặng khán giả và bị anti-fan chê bai về giọng hát. Cụ thể một ý kiến cho rằng Khởi My đang cố gắng bắt chước giọng của Amy nhưng còn thua xa và chỉ là ca sĩ hát hội chợ. Những lời so sánh mang tính chê bai nhắm về Khởi My khiến cộng đồng fan của nữ ca sĩ tức giận. Nhiều người cho rằng chất giọng dễ thương vốn đã là thương hiệu của Khởi My từ khi mới đi hát, không phải bắt chước ai. Cùng với đó, Khởi My bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, lúc đó Amy mới 7 tuổi nên việc so sánh giữa hai nữ ca sĩ này là điều khập khiễng. Riêng về danh xưng ca sĩ hội chợ, Khởi My cũng từng lên tiếng về vấn đề này khi chia sẻ ca sĩ hội chợ cũng là ca sĩ, cũng hát để phục vụ khán giả.